Tôi nói nhiều khi tôi quay mấy cái video, tôi mắc cười một cái, nhiều khi tôi ở bên này, tôi để cái phone ở ngoài đường, tôi quay cái nhiều người Việt Nam cứ nhảy vô. Ở Việt Nam mà để cái phone vậy mất rồi. Tôi nói, ồ, có nhiều người ở bên này quen rồi đó quý vị biết không, mới vừa về Việt Nam thiếu gì? Mấy ông Việt Kiều, mấy ông Việt Kẹt nè, với mấy ông cha Hồ Kiều nè. Đó, về Việt Nam mới vừa tới Tân Sơn Nhất, đồ mà đi xích lô quen cái kiểu bên Mỹ rồi. Quen cái kiểu bên Mỹ, nhất là mấy ông cha mà chơi mà tay phải đó. Ok, gọi cái kêu, taxi, dừng lại lâu ngày không về Việt Nam, không ghé mua ly nước sâm. Rồi taxi dừng lại, bấm cửa kính xuống, chị ơi cho ly nước sâm, vừa nói chuyện vừa cầm điện thoại. Chú. Ale, here we go. Ale, ủa đâu mất tiêu rồi. Cái xe hơi mới vừa bấm kính xuống. Nhiều người Việt Nam, cứ gì? Nhá, tôi có mấy người bạn, mấy người quen thôi. Nó về Việt Nam qua, nó nói em đi về Việt Nam em bực mình nhất là cái gì? Đi đâu cũng bị người ta nhắc. Giữ cái vỏ, coi chừng cái phone, đừng có đeo dây chuyền, đừng có đeo cái bông. Nó nói, ghét ơi mẹ đi về Việt Nam muốn ăn mặc đẹp, muốn đi chơi cũng đến được nữa. Rồi đậu xe hơi, mẹ bị bẻ kiến, rồi thậm chí là bị đủ thứ hết á. Bên này túng tắng nghĩ là về Việt Nam trời nắng, mấy em diện đồ lên, đồ chơi đầm đeo bóp củ chì đồ hang, xà nẹo đồ gắn cục này cục kia. Đến nỗi cái đồ mà gắn ở trên ngực á, phụ nữ hay có cái gì cái pin á quý vị, cái pin mà đồ hiệu á, đi ồ hay là đi gì hay là xà nẹo mà cái loại mà đồ xịn nó đeo đây đồ nó cũng phắn luôn nữa. Nói mới vừa bước xuống taxi kia tới nó phắn mẹ nó rồi, nó lấy dây chuyền không được phắn luôn cái đó. Cái đó cũng cái gì mà mấy bà phụ nữ hay đeo á, cái pin á, cái pin mà có chữ xà nẹo, có cái dấu xà nẹo á, mà có mấy cái hộp đỏ đỏ, hộp tròn chớp chớp chiếu chiếu á, đồ mày mới mặc giật gách mẹ áo luôn, lòi ngực ra ngoài luôn, mẹ khóc như tiếng mang lên nói thôi mày mốt em không có về Việt Nam nữa đâu. Nói sao mới vừa nhảy cái nó mất tiêu rồi. Trời ơi trời, tôi nói đã nói rồi, ôi không được kia, đi ra đường là phải ninja list đồ, với mày phải chùm từ đầu đến cuối. Rồi xong, hang nhỏ ba mẹ mới vừa à, con năm nay cũng 14-15 tuổi rồi, lâu quá không về Việt Nam, vẫn về thăm ông bà nội bà ngoại. Mấy nhóc nhỏ 17-18 tuổi bên này quen rồi, hay có cái kiểu TikTok rồi, selfie rồi, cầm cái phone vuốt rồi, phải không? Rồi về Việt Nam quen, bên Mỹ rồi quen thôi. Ở Việt Nam là đi xe đâu dám nghe điện thoại, mẹ đeo tai nghe AirPods nó còn giật nữa, phải không? Đâu biết đâu, về Việt Nam khoái quá. Trời, mới về Việt Nam đã quá, TikTok rồi má, quay phiêu mất mẹ rồi. Sao đi về đây, hỏi sao về Việt Nam vui không Tony? Mất cái phone rồi chú Huy ơi. Tao dặn mày rồi, nó có. Tôi nói thiệt quý vị, nói có đi báo công an không? Nói giờ báo công an làm gì, báo công an rồi cho kiếm. Ủa giật té dặn xe luôn á, mẹ tội nhỏ. Rồi xong chưa nữa, nhóc mới mua đôi giày Nike. Ok, Nike ha, mới cái loại 600 mấy á, mới sinh nhật mà ông già mới cho tặng đó. Đôi Nike 650 đô, đồ đẹp, về sớm bà ngoại chơi. Xong về mang cũng mặc cái quần xà lọn, quen ở bên Mỹ rồi. Rồi mới về xong, mới vừa tới nhà bà ngoại chơi, gỡ đôi giày để ở ngoài, đi vô trong đó nói chuyện. Ra đường chơi quay qua mất mẹ đôi giày Nike của người ta mới mua. Ô má nhóc khóc tiếng mọi luôn, nhóc nói ôi mới mua đôi giày mà một năm rồi con sinh ba con mới cho. Mà thiệt, tôi nói thiệt với quý vị đó, nhiều lắm lần. Thành ra tôi nói quý vị là nhiều, bởi vì có nhiều người nói ở Việt Nam an toàn lắm, Việt Nam gì cũng có. Không có, về Việt Nam á kiểu như mấy ông mà hết hơi á thì còn được, chứ mấy cô mấy bà là về Việt Nam là thua, quần jean áo thun quanh năm là ok, ra đường không dám đeo cái con mẹ gì hết trơn á. Giống như kiểu bên Mỹ này còn chiều thứ bảy đâu, sách vở tung tăng đâu ha. Còn không đi đâu phải có 4-5 người, 3-4 người đi theo. Ủa mày đi một mình là coi như là xong luôn, đầy luôn á. Đâu coi, đây đâu,